12 người giữ vị trí quản lý trong báo Thanh Niên đã bị cho thôi chức trong một cuộc họp hồi gần đây vì không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hai cựu biên tập viên của tờ báo nói với VOA hôm thứ Năm. Bà Ngô Thị Kim Cúc, một biên tập từng làm việc cho Thanh Niên trong 15 năm, cho biết 12 người này bao gồm trưởng ban, phó ban và phó phòng đã bị hạ cấp trong một cuộc họp ngày 23 tháng 11. Bà cho biết những người này chưa nhận được quyết định chính thức. Nhà văn Nguyễn Viện, người từng là trưởng ban văn nghệ báo Thanh Niên, xác nhận thông tin về sự thay đổi này và cho biết ông đã nói chuyện với một số người được nói là đã bị cho thôi chức. VOA không nhận được phản hồi của báo Thanh Niên đề nghị xác nhận thông tin trên. Một phóng viên hiện đang làm việc cho Thanh Niên được VOA tiếp xúc không phủ nhận cũng không xác nhận thông tin này. Theo nhận định của ông Viện, việc nhật báo này được nói là cho thôi chức 12 người trên có thể là do thúc ép từ cấp trên về việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và chấn chỉnh lực lượng trong nội bộ tờ báo. Ông gọi đây là một bước lùi của Thanh Niên. Trong báo chí thời gian gần đây, người ta cũng có đề cập đến cái việc mà bổ nhiệm những người không phải là đảng viên vào những cái chức vụ cao cấp trong hệ thống chính quyền, chứ không riêng gì báo. Và cái khuynh hướng tiến bộ đó đang được cổ suý rộng rãi trong xã hội. Tuy nhiên cái điều rất tiếc là báo Thanh Niên dường như lại đang ngược lại cái xu hướng tiến bộ đó. Cựu biên tập viên Kim Cúc nói có những lý do khác nhau vì sao một số người nắm giữ vai trò quản lý không muốn vào đảng. Theo bà, thủ tục vào đảng trước đây rất khó khăn vì lý lịch phải rất tốt. Những người có lý lịch tốt thường được hiểu là đảng viên hoặc những người có thành tích được đảng và nhà nước xem trọng. Báo Thanh Niên nổi lên trong những năm 1980 với loạt bài nêu bật trường hợp của một học sinh ba lần thi đậu đại học nhưng không được nhập học vì lý lịch bị cho là không tốt. Loạt bài này được coi là một thành tích của Thanh Niên trong việc đóng góp vào tiến trình cải cách chế độ tuyển sinh ở Việt Nam.